Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Đồng Hồ Đổ Quốc. Và trong clip này em sẽ lên cho anh em mình chơi con này nha. Đây là một em Gucci. Đó, thương hiệu này thì thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Hầu như là ai cũng biết đến thương hiệu này. Một thương hiệu dành cho giới nhà giàu. Đó, nói chung là thấy Gucci là thấy uy tín, là thấy giàu rồi đó. Dòng này là cơ lộ đáy nha nè. Đó. Còn rất là mới nè. Thông số đầy đủ. Mức chống nước là 5 ATM, là rửa tay đi mưa được nè. Em đo cái size trước. Con này là em mua về để em dùng á, nhưng mà nó hơi to so với tay. Em đeo cảm giác nó vẫn hơi to nên em không dùng nữa. Em bắt lại cho anh em mình nha. Ồ, size con này to đó nha anh em. Anh em thấy không? Size 395. Tay em có 16 thôi. Tay em có 16 mà đeo con này thì nó bị tràn. Nó tràn ở tay, cảm giác nó to. Nên thành ra đeo không được. Chứ con này em mua để em dùng á. Giờ bắt lại cho anh em thì em sẽ bù lỗ một tí. Đó, giống như là mình đã trải nghiệm rồi thì mình sẽ bắt lại giá mềm một tí. Hàng còn hộp cho anh em, hàng lướt còn hộp nè. Trong này thì nó có, dưới này thì có một quyển sổ. Đó. Còn mắc thừa, sổ với mắc thừa. Hộp nó thì ở ngoài thì nó như thế này, anh em mua cái này làm quà tặng cũng được nè. Đó, nói chung là hàng còn full hộp đầy đủ luôn. Hộp nó có hai hộp, hai cái vỏ. Ở đây nó có thêm một cái vỏ ngoài nữa. Đó. Mấy cái dấu này là logo đặc trưng của Gucci. Hai hộp nó như thế này. Mấy con này làm quà tặng thì không có chỗ chê. Con này mà nếu như anh em mà đập hộp tại cửa hàng á, tại siêu to thì giá tầm khoảng 36 38 triệu nha. Nó tùy thời điểm. Con này có hai gói chống ẩm. Rồi, bây giờ mình bỏ qua cái hộp đi, mình nói về đồng hồ trước đi. Rồi. Mặt thì là mặt đen hai lòng nha anh em. Size số thì em đã đo rồi, size 395 đó, không núm. Mặt thì mặt đen hai lòng, bộ kim cọc màu vàng. Rất là đẹp. Đó, bên trong của nó thì anh em nhìn đó. Hai lòng, cái lòng trong bên trong thì nó có cái văn đặc trưng của cái Gucci nè, đó. Đây là văn đặc trưng Gucci. Góc 6 giờ thì là có một ô lịch nhưng mà nó hiển thị 3 số. Em test cái tính năng lịch cho anh em chơi con này nè. Đó, lịch nhanh nè, lịch 24 giờ nè. Con này có lịch nhanh nha anh em. Đó, lịch nhanh nè. Cái dấu trắng này nó chỉ ở đâu là lịch ngày ở đó nha. Nó hiển thị 3 ô nhưng mà dấu trắng chỉ ở đâu thì lịch ngày ở đó. Ngày nằm chính giữa. Con này độ mới rất là cao luôn. Hàng còn hộp, hàng lướt thì anh em biết rồi. Khó thì khó cánh bướm nha. Đây, Gucci, có cánh bướm. Gặp lại thì nó như thế này. Đó. Dây còn rất rộng nên còn mắc thừa nên em khỏi lo về xây về dây nha, khỏi lo là chặt nha. Rồi review dưới cái đáy cho anh em coi luôn. Đó, máy ở đây. Cái búa nó cũng có gặp chữ nó cũng có dập chữ Gucci với lại cái logo cái mấy cái văn đặc trưng luôn này. Đây chữ Gucci nè. À, hàng em mới về luôn nè. Còn bụi nè, đó, chưa có ấy bụi luôn nè, nó còn dính bụi tí nè. Đây, thấy chưa? Chưa có qua spa hay gì hết trơn á, nói chung là nguyên bản luôn đó. Em mới về em lên tay là em thấy nó to quá, em không có hợp nên em cũng không có đeo luôn. Đây, lên tay cho anh em coi nè. Tay em nó hơi nhỏ, tay em có 16 thôi. Nên thành ra là anh em nhìn thấy không? Nó hơi to so với tay em, tại vì hai cái càng dây này nó phủ hết cái này luôn. Thường thường mình đeo đồng hồ thì cái càng này nó nhỏ bên trong này xíu. Đó thì nhìn nó sẽ phù hợp nha. Rồi hai cái càng này nó lòi ra hết cả bàn cái bàn tay luôn thì nó sẽ hơi to. Size này thì anh em tay tầm khoảng 17 18 á. Nha. Tay tầm 17 18 mà đeo rất là đẹp luôn.
Đó, Gucci thì thương hiệu nổi tiếng rồi, sang khỏi phải bàn. Vấn đề là anh em có chịu chi không thôi. Chứ còn mấy cái thương hiệu này thì không có gì để bàn rồi. Đây, nấm logo chữ G nè, rồi Gucci nè. Đó, rất là mới. Đẹp len ken. Chùi sâu một tí là đẹp len ken luôn nha anh em. Rồi. Con này em giao lưu với anh em mình 12 triệu nha. Con này 12 triệu. Bằng 1/3 giá new thôi. Hàng còn hộp đầy đủ luôn. Hộp sổ thẻ đầy đủ. Hộp sổ đầy đủ. Còn mắc thừa đầy đủ, nói chung là hàng lướt á. Đó, anh em mua hàng này cũng giống như là anh em đập hộp thôi. Đó, cũng gần giống như đập hộp mà giá tiết kiệm được 1/3 luôn. Đó, em cũng có trợ giá cho anh em chơi rồi đó. Hàng còn hộp thì anh em yên tâm là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cái hộp không là bán cũng mới tiền rồi. Rồi ok nha anh em, mấy con này thì em lên một clip thôi, clip này lên một con thôi. Rồi anh em nào chơi thì liên hệ với em 0933572181. Em có để ở phần thông tin ở phần mô tả hoặc phần bình luận nha. Máy móc chạy thì chuẩn khỏi cái bàn rồi. Mới len kẹt. Ok, em kết thúc clip ở đây nha anh em. Hẹn anh em clip sau nha. Đây, đóng lại.